Hello, xin chào tất cả mọi người. Năm mới, lời nói đầu tiên Giang xin chúc cho tất cả luôn bình an và được thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mình xin làm clip chia sẻ cho kinh nghiệm cưa cây. Đây là cái ta kêu bằng cái tay thắng của cái máy cưa. Cái thắng này rất là quan trọng. Có người nói thấy vướng rồi về tháo bỏ mất tiêu, nhưng mà thực tế là nó rất nguy hiểm. Tại mình cưa cây mình nhờ cái này mà mình thoát nạn được mấy lần nè. Ví dụ như mình cưa cây, ví dụ như cái lóng cây như vậy, mình cưa ở dưới cưa lên nó xóc ngược lên như nè. Nhưng mà cái quán tính cái người ta làm thiết kế là có cái này nè, xóc ngược mạnh quá là nó cái này nó tự khóa luôn, nó khóa vậy là nó mình ít nguy hiểm. Chứ có người cưa cây không có cái này nè, cưa dưới cưa lên nó sốc, thấy quán tính nó tay đỡ đỡ vô vậy nè, là cái lưỡi cưa này nó rất nguy hiểm, đỡ vô cái cọng sên nó đang quay chớn nhanh mà đỡ vô còn gì của cái tay chân nữa, nhiều khi lên đầu nữa. Bây giờ cưa từ dưới cưa lên á, cưa cây từ dưới cưa lên là phải cưa lúc nào cũng phải lấy cái lam nó qua khỏi cái mạch cưa như vậy nè, cưa nó mới không sốc ngược lên được. Để mà làm thử cho mọi người xem nha. Cái cưa đứng mình yếu mình kẹp vô trò mình giật vậy nè,